Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho cả anh em tham gia vào trên AGF nhận 500 tốc cần có cái hiệu là ORT. Để tham gia giải hôm nay, mình lấy phần link mô tả của mình. Nhiệm vụ đầu tiên, các bạn join kênh group, kênh channel nha các bạn. Rồi, thì các bạn khai báo được thông tin nha các bạn. Các bạn join xong thì các bạn vào setting copy của username cho các bạn nha. À, còn khoan các bạn chạy xíu các bạn. Khoan các bạn chạy xíu các bạn. À, còn anh 41 nè. 1, 2, 3, 4. Tiếp tục thiểu xin em tại Twitter của các bạn nha các bạn. A còng MMO. Tiếp tục thì nó kêu các bạn update một cái video có quay hình website chính thức của nó, thì các bạn nhấp vào website chỗ này nè các bạn. Các bạn nhấp vào nha các bạn. Website của nó nè. Rồi tất cả các bạn quay một cái website của nó các bạn. Các bạn quay hết luôn nha các bạn. Quay có hình chữ ORN chan nè các bạn quay hết nha. Rồi các bạn quay xong các bạn mới đắp lên. Các bạn gỡ lên như là một cái video nha các bạn. Gỡ cái video cho nó. Rồi các bạn tải cái video lên nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gọi địa chỉ với NH, chỉ chút wallet, mình sẽ wallet thì mình copy địa chỉ NH của mình nha các bạn. Bạn chờ xíu nha. Chặt ở dưới thôi. Thì để làm gì? Thôi nó ấy nó bơi sâu không à. Rồi tất cả các bạn bắt vào đây nha các bạn. Rồi bấm gỡ. Ok vậy mình nhận các bạn, thúc mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.